chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Rồi giờ này chúng ta sẽ chuẩn bị nghe lời Chúa. Trước khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta sẽ cùng đọc Kinh Thánh ở trong Phi-rơ thứ nhất, đoạn 1. Xin mời cô Đỗ Mỹ Phương sẽ đọc Kinh Thánh từ câu 1 đến câu số 12 ở trong thơ Phi-rơ thứ nhất. Phi-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, các Ba Đốc, A-si và Bithyni, là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giê-xu Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài. Nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em trước khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét và đã nói tiên tri và ân điển định sẵn cho anh em. Nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau. Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống mà giảng tin lành cho anh em. Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Amen. Khi chúng ta nghe lời Chúa, tôi xin phép được cầu nguyện. Cha, chúng con cảm ơn Cha. Giờ này chúng con học lời Ngài, xin Thánh Linh Ngài soi dẫn cho con. Ngài ban lời của Ngài cho con. Ngài đặt lời của Ngài trong suy nghĩ, trong tư tưởng, trong tâm trí, trong tâm lòng của con. Và Ngài muốn con nói điều gì, xin Ngài bày tỏ ra từ tâm trí của con, tâm lòng của con và môi lưỡi của con. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài làm sạch đời sống của chúng con bằng huyết báo của Ngài. Ngài giữ chúng con trong sự mềm mại đơn sơ và sử dụng con như là khí cụ trong tay của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Ngài cho tất cả anh em chúng con có tấm lòng mềm mại để lắng nghe lời Chúa và cắt đi những cái sự ngăn trở chung quanh chỗ anh em chúng con ngồi. Hầu anh em chúng con không bị chi phối mà tập chú vào lời Ngài. Lời Chúa là sự sống cho người nào tìm được nó và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Con cảm ơn Cha. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau con đoạn Kinh Thánh trong Phi-rơ thứ nhất, đoạn 1, từ câu 1 đến câu số 12. Câu gốc của chúng ta đó là câu số 8. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dẫu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Theo phân đoạn Kinh Thánh, người viết sách Phi-rơ thứ nhất và Phi-rơ thứ hai đó là ông Phi-rơ, ông viết luôn, ông xưng luôn. Có nghĩa là ông là người nói ra cho ông Si-văn viết lại ở câu số 12, đoạn
5 câu số 12. Tôi cậy Si-vân là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ này đặng khuyên anh em. Vậy ông có một cái người mà hỗ trợ ông trong việc viết lách, nhưng ông là cái người Chúa ban cho ông có lời của Chúa, tại vì ông đã từng ở với Chúa Giê-xu trong thời gian hơn 3 năm. Ông được sống với Chúa, gần gũi với Chúa, ông lãnh hội rất nhiều sự dạy dỗ từ nơi Ngài. Có thể cái tài năng, cái khả năng mà viết lách của ông á thì nó không có bằng ông Si-vân, vậy đó ông nhờ ông Si-vân ông viết. Cũng giống như vậy đó, nhiều khi có những sự bày tỏ dẫn dắt của Chúa cho tôi đó thì tôi viết ra, nhưng khi mà thành một cái bài mà để giáo trình dạy á thì tôi phải nhờ một vài anh em hỗ trợ nữa. Chúng ta sẽ nói sơ lược về ông Führer. Führer, ông sống ở tại cái vùng Galilee, thành phố Bethsaida, nơi bờ biển phía bắc của biển Galilee. Mình có thể gọi tên là biển Tiberias. Ở trong văn đoạn 1 câu số 44 ấy, cha của Führer có tên là Jonah. Jonah đây là Jonah ở trong Tân Ước nè, chứ không phải Jonah chết trong bụng cá. Matthew đoạn 16 câu số 17. Tên riêng của ông tên là Simon, nhưng sau đó Chúa đổi lại thành là Führer. Cái từ Führer có nghĩa là viên đá. Hoặc là có một cái tên nữa là Sepha. Ông có gia đình, nhưng mà Kinh Thánh thì không nói rõ ông có bao nhiêu được người con. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông có vợ. Ở trong Mác đoạn 1 câu số 30 và Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu số 5. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 á, từ câu 14 câu số 15 nói về mẹ vợ của ông. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5 đoạn 9 câu 5 thì nói vợ của ông. Ông có anh em. Anh em của ông đó là anh Rê. Văn đoạn 1 từ câu 35 đến câu số 42 á. Và ông là một trong ba môn đồ thân tín nhất của Chúa Giê-xu. Nghề nghiệp của ông đó, đó là ông làm cái nghề ngư phủ, đánh cá. Và có những người cùng làm việc với ông là ông Văn và ông Gia Cơ. Sau đó thì Chúa đã kêu gọi ông trở thành tay đánh lưới người ở trong Matthew đoạn 4 câu số 19. Và ông cũng trở thành người trăng bày. Ông là một trong sứ đồ trưởng. Cái thời điểm mà viết cái bức thư này á, vào khoảng năm 64-67 sau công nguyên. Và cái thư Führer ông viết ở tại Babylon, ở trong Führer thứ nhất đoạn 5 câu số 13. Và trong câu 1 đã cho chúng ta biết cái đối tượng nhận cái bức thư này. Đó là những người đã tin Chúa Giê-xu ở xứ Bông, Galati, Cappadoc, Syri, Bithyni. Họ là những người đã được chọn. Họ là người đã tin Chúa, nhưng qua những cái sự bắt bớ, bắt hại ở tại Jerusalem, họ tản lạc qua những cái xứ sở này, họ sống và họ kỳ ngục ở tại đó, và họ rao giảng phúc âm, và ở tại đó họ cũng thờ phượng Chúa. Thời điểm viết cái sách này là thời điểm mà ông Führer và hội thánh của Chúa đối diện cái sự bắt bớ rất là lớn từ một cái hoàng đế Caesar. Và ông này là một trong những người bắt hại hội thánh rất là mạnh mẽ. Chủ đề chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay đó là sự vinh hiển của cơ đốc nhân. Sự vinh hiển của cơ đốc nhân. Nói về cái sự vinh hiển, chúng ta sẽ nói vinh hiển là gì?
Sự vinh hiển được dịch ra từ cái từ Hibalai đó. Đó là mà cái hàm ý đó là sức nặng hoặc là trọng lượng. Từ đó sinh ra cái nghĩa là xứng đáng. Khi dùng chỉ về người thì cái từ này nói lên sự giàu có, uy hoàng và danh tiếng. Theo cái nghĩa của cái từ Hibalai đó thì được dịch là tôn trọng và tôn vinh. Ở trong trong ngôn đoạn 8 câu số 18 nói rằng là sự giàu có, sự tôn trọng của cõi bình lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bởi vì khi một người mà tin Chúa đó, Chúa cho họ có cái sự giàu có, sự tôn trọng, sự của cải bình lâu, sự công chính đó, thì đó là cái người đó được hưởng cái sự vinh hiển của Chúa ở đời này. Nhưng mà chúng ta không phải chỉ thừa hưởng cái sự vinh hiển ở đời này không, mà sự vinh hiển đời đời. Cái sự vinh hiển mà đặc biệt á, đó là sự vinh hiển đến từ Đức Giê-hô-va. Sự vinh hiển đến từ trần gian của chúng ta nó chỉ tạm thời mà thôi. Một cái cây hoa nó có bông và cái nét đẹp của cái bông đó, nó là cái sự vinh hiển của nó. Rồi cái bông nó sẽ tàn. Đó là sự vinh hiển của gì ở trần gian này, nó sẽ không tồn tại lâu. Nhưng cái sự vinh hiển mà chúng ta sẽ nói đây đó là sự vinh hiển của Chúa. Và chúng ta là con của Chúa, chúng ta được thừa hưởng cái sự vinh hiển từ nơi Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta thấy rất nhiều câu kinh thánh nói về sự vinh hiển của Chúa. Nói về sự vinh hiển của Chúa là nói đến sự hiện diện của Ngài. Ở trong Sách Ghi Chép Ký, đoạn 33 từ câu 18 đến câu số 19, Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi, làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót. Môi-se khi ông ở trên núi 40 ngày, ông cầu nguyện với Chúa. Ông khao khát muốn diện kiến cái sự vinh hiển của Chúa hay muốn nhìn thấy được cái gương mặt của Ngài. Ở trong Sách Ghi Chép Ký đoạn 40 từ câu 34-35. Ở đây nói về cái sự vinh hiển của Chúa ở tại nơi hội mạc. Áng mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền tạm. Cho đến nỗi Môi-se vào chẳng đặng vì áng mây bao phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền tạm. Sự hiện diện của Chúa đã bày tỏ ra và Môi-se ông nhìn thấy được sự vinh hiển của Ngài ở tại trong cái đền tạm này. Đó là sự dày đặc của đám mây. Có rất nhiều nơi nói về sự hiện diện của Chúa. Nếu anh chị em mà ở trong sự hiện diện của Chúa, kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa đó, thì chúng ta thấy đó là sự vinh hiển. Và thật sự khi anh em tin Chúa đó, và sự thay đổi của Chúa trong đời sống chúng ta là chúng ta đã tiếp cận hay là tiếp nhận được cái sự vinh hiển của Chúa ở trong chúng ta rồi. Chúng ta thấy có một cái câu chuyện ở trong Samuel thứ nhất đoạn 4 từ câu 21 đến câu số 22 nói về sự vinh hiển của Chúa bị mất. Đó là con dâu của ông Heli sanh con. Nàng đặt tên cho đứa trẻ là Ichabod, vì nàng nói rằng sự vinh hiển đã lìa khỏi Israel. Nàng nói ngụ ý mất hồn của Đức Chúa Trời vì sự chết của ông gia và chồng mình. Nàng lại tiếp thật sự vinh hiển của Đức Israel đã mất rồi vì hồn của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Ở đây con dâu của ông Heli, bà đã chứng kiến một cái sự tang thương và sự mất mát ở trong gia đình. Đó là ông và chồng của mình cũng chết và chồng của mình cũng chết. Và cái hòm giao ước cũng bị cướp lấy luôn, là kẻ thù cướp lấy luôn.
cái sự hiện diện của Chúa, nó đến cái sự vinh hiển của Ngài ở trong đền thờ. Nhưng vì cớ tội trọng của hai đứa con của ông Heli, và Chúa đã giết hai đứa con này, và ông Heli cũng chết luôn, cái hòm giao ước cũng mất luôn. Chúng ta thấy khi chúng ta đã từng sống ở trong sự vinh hiển của Chúa mà khinh thường sự vinh hiển của Chúa, thì chúng ta sẽ mất sự vinh hiển của Ngài. Và cái tên mất sự vinh hiển đó là Ichabod. Tôi tin chắc rằng trong chúng ta không ai muốn đánh mất cái sự vinh hiển của Chúa đâu. Ở trong sự ký thứ nhất, đoạn 16 câu số 29 nó thế này: khá tôn Đức Giê-hô-va, vinh hiển xứng đáng danh Ngài, đem lễ vật đến trước mặt Ngài, hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Khi chúng ta đứng trước sự hiện diện hay sự vinh hiển của Chúa, chúng ta hãy tôn vinh Ngài và hãy dâng cho Ngài những cái lễ vật, và hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Ngài. Đó là Chúa muốn nói tôi và anh chị em. Hãy ngợi khen Chúa, hãy mặc trang sức thánh và hai dân lễ của lễ chúng ta cho Chúa. Vì Ngài xứng đáng, vì Ngài xứng đáng. Qua phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, tôi muốn chia sẻ anh em về bốn cái hình ảnh của một cơ đốc nhân được sự vinh hiển. Thứ nhất, đó là cơ đốc nhân được sinh ra để hưởng sự vinh hiển. Thứ hai, cơ đốc nhân được Chúa gìn giữ để hưởng sự vinh hiển. Thứ ba, cơ đốc nhân được Chúa chuẩn bị để được sự vinh hiển đời đời. Và thứ tư, cơ đốc nhân có thể hưởng sự vinh hiển ngay kỳ hiện tại. Điều thứ nhất chúng ta sẽ nói ở tại đây, đó là cơ đốc nhân được sinh ra để hưởng sự vinh hiển. Ở trong Phi-líp thứ nhất, đoạn 1, câu 2 đến câu số 4. Theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giê-xu Christ có phần trong sự rải huyết Ngài, nguyện xin ân điển sự bình an thêm lên cho anh em. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. Cơ đốc nhân hay tôi và anh chị em, khi đã tin Chúa, ngày mà chúng ta đã tin Chúa thật, thì ngày đó chúng ta đã nhận được sự sanh lại. Ý tôi nói tin Chúa thật là anh em biết, thì có sẽ có tin Chúa giả. Có những người, nhiều người tin Chúa chỉ là giả, không phải là thật. Có nghĩa là họ theo đạo chứ không phải là theo Chúa. Theo đạo có nghĩa là họ nhờ cái mát của đạo thôi, cái vỏ, cái bọc của cái đạo thôi. Nhưng mà họ không có Chúa thật sự. Mà khi họ không tin Chúa thật sự thì họ không thể nào tái sanh hay được sanh lại. Ở đây Chúa muốn nói tôi và anh chị em là người tin Chúa thật sự, và chúng ta được sanh lại là bởi nhờ Chúa Giê-xu đã đổ huyết ra để chết và đền tội chúng ta. Và khi chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ nhận được sự vinh hiển của Ngài. Ở câu số 3, ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu chúng ta ấy lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta sanh lại, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong cậy sống. Cảm ơn Chúa. Nhờ Chúa Giê-xu sống lại, Ngài đã bày tỏ sự vinh hiển. Ngài không có bị tội lỗi cầm buộc ở tại phòng mộ. Ngài đã đắc thắng tử thần, đắc thắng sự chết, đã đắc thắng những cái sự đau khổ. Ngài sống lại, và khi Ngài sống lại đó, Ngài bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Và khi tôi và anh chị em tin Chúa thì chúng tôi và anh em cũng nhận được sự vinh hiển từ nơi Chúa dành cho chúng ta. Trước đây tôi và anh chị em chưa tin Chúa,
Chúng ta là con cái của Adam thứ nhất, là con cái từ đất mà ra. Đất sẽ trở về với bụi đất. Tại vì sao vậy? Sự tồn tại của đất đó, nó không có tồn tại lâu dài. Nó giống như là hoa cỏ thôi. Sự vinh hiển của hoa cỏ, nó sẽ có rồi nó sẽ mất đi. Nhưng chúng ta được sanh lại bởi Adam thứ hai, đó là Chúa Giêsu. Và khi chúng ta được sanh lại bởi Adam thứ hai, chúng ta nhận được cái sự sống đời đời. Và cái sự vinh hiển đời đời của Chúa sẽ dành cho tôi và anh chị em. Không phải sự vinh hiển giống như là hoa cỏ của đời này, mà sự vinh hiển từ trời đã có ở trong chúng ta, được khôi phục lại, được sống lại ở trong chúng ta. Cơ đốc nhân được sinh ra để hưởng sự vinh hiển. Thứ nhất là được sanh lại. Thứ hai đó là chúng ta có một cái hy vọng ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Cái hy vọng của chúng ta đó là gì? Đó là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Ở câu số 4. Tôi và anh chị em có một cái hy vọng sống. Người thế gian, người không tin Chúa, người ta không có hy vọng. Khi người ta không có hy vọng thì người ta làm thế nào? Người ta mất đi cái niềm tin ở trong cuộc sống. Khi người ta không có Chúa, người ta sợ hãi lắm. Khi đối diện bệnh tật, người ta sợ lắm. Đối diện dịch lệ, người ta càng sợ hơn nữa. Đối diện bất cứ một cái nan đề xảy ra, người ta rất là sợ. Nhưng khi tôi và anh chị em có Chúa, chúng ta có hy vọng ở trong vương quốc của Ngài. Chúng ta không có sợ hãi. Và sự hy vọng đó sẽ cho chúng ta được gia tăng lên tình yêu Chúa và có một cái sự bình an thật ở trong tấm lòng của mình. Và sự hy vọng ở trong Chúa là không có hư đi, không có suy tàn, không có ô uế, và Chúa đã để dành trong các tầng trời cho anh em, trong các tầng trời cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều kế tiếp, Cơ Đốc nhân được sinh ra để hưởng sự vinh hiển nữa là gì? Đó là tôi và anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta không còn sống ở trong những cái ngày của sự thất vọng, mà ngày chúng ta sống mỗi ngày là mỗi ngày của sự bình an. Chúng ta thừa hưởng nước thiên đàng của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Sự bình an luôn ở trong chúng ta, cai trị và tấm lòng chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta học ở tại đây nữa là Cơ Đốc nhân được sự vinh hiển, đó là được Chúa gìn giữ để hưởng sự vinh hiển. Câu số 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Cảm ơn Chúa. Là Cơ Đốc nhân, tôi và anh chị em được Chúa Ngài cho chúng ta được thừa hưởng cái sự vinh hiển, và Chúa để dành để cho chúng ta, để tôi và anh chị em sẽ nhận được những điều này. Cái chữ mà giữ là cái từ ngữ dùng trong quân đội, có nghĩa là được bảo vệ hay được che chở. Đây là một cái từ mà Chúa nói rằng Chúa sẽ gìn giữ, sẽ bảo vệ chúng ta. Chúng ta không thể nào tự bảo vệ được mình bằng cái sức riêng của mình, mà chúng ta nhờ bởi sức quyền năng của Chúa và sự che chở của Chúa. Nhờ Chúa dẫn dắt chúng ta, nhờ Chúa thương xót chúng ta. Chúng ta thấy có những anh chị em đối diện bệnh tật. Nhiều khi chúng ta nhìn căn bệnh đó, chúng ta rất là tuyệt vọng. Nhưng khi anh em trải qua cái cơn bệnh nó xong rồi, anh em mới nhìn thấy được cái sự che chở của Chúa. Chúng ta thấy nghe một người chị em chúng ta là nó lên làm chứng lại. Trước khi chưa bị bệnh á, thiếu thốn đủ điều. Sau khi hết bệnh cái, Chúa cho dư dật. Và Chúa cho lại nhìn thấy cái tình cảm của cái người chủ phòng trọ. Rồi sau đó là Chúa cho có cái vé để đi đường, không còn sợ hãi nữa. Không cần phải tiêm vaccine nữa, tại sao là F0 được điều trị rồi. Có nghĩa là khi qua thử thách,
chúng ta nhận được những cái phước hạnh của Chúa, mà ở trong cái thử thách á, thì chúng ta được sự bảo vệ che chở của Chúa. Có nghĩa là có những cái chi tiết rất là nhỏ ở trong cuộc sống. Từ vấn đề là Chúa cho sử dụng một cái loại thuốc nào đó, hay là một ai đã đến thăm, một câu nói, hay là một cái cuộc gọi điện thoại cầu nguyện, thì chúng ta liên kết từ những cái việc rất là nhỏ lại. Và chúng ta thấy rằng mỗi một cái chi tiết nhỏ như vậy đều có sự tể trị của Chúa hết. Chúa đang bảo vệ chúng ta, cuộc đời chúng ta, và luôn cả những cái giây phút nó trôi qua trên đời sống chúng ta, những cái giây phút ngắn ngủi, những giây phút thật là nhỏ bé, chúng ta cũng được Chúa ngài che chở nữa, Chúa gìn giữ nữa. Tôi đã từng chứng kiến có một cái bài điều nó xảy ra. Cái những cái tư thế của anh em thôi. Thí dụ anh em đang đi, hoặc anh em đang đứng. Thí dụ nếu anh em đi nhanh chút xíu á, chừng phải vài giây thôi, thì anh em có thể bị tai nạn liền. Nhưng mà anh em đi chậm chừng vài giây thôi, thì chúng ta thoát được cái tai nạn. Có một lần tôi được Chúa che chở tôi trong thời gian chỉ có khoảng chừng 2 giây hoặc là 3 giây thôi. Nếu tôi mà sử dụng cái chân ga của tôi chạy xe ô tô mà tôi chỉ sử dụng cái chân ga của tôi mà đập mạnh chút xíu thôi, thì chắc chắn sẽ gây tai nạn liền. Nhưng mà lúc đó tự nhiên Chúa khiến sao á, tôi buông cái chân ga ra. Khi buông chân ga là cái vận tốc nó giảm lại. Vừa giảm lại thì có một chiếc xe nó lạng trước mặt mình và nó tai nạn. Và mình thì tránh được nó. Bởi vì khi anh em biết rằng có những cái điều nó xảy ra ở trong chúng ta đó, Chúa bảo vệ chúng ta, Chúa che chở chúng ta, nó rất là đặc biệt, từ cái giây phút, từ khoảng cách, hay là từ giây luôn cho anh chị em. Đó mới gọi là sự che chở của Chúa. Bởi vì cơ đốc nhân được sinh ra để hưởng cái gì? Để hưởng sự sanh lại và để được Chúa gìn giữ bảo vệ chúng ta. Rồi thứ ba, cơ đốc nhân nhận được sự vinh hiển để chuẩn bị để được vinh hiển, có nghĩa là cơ đốc nhân được Chúa chuẩn bị để được vinh hiển, để được sự vinh hiển đời đời á. Thì tôi và anh chị em sẽ đối diện nhiều cái thử thách. Ở trong câu số 6, câu số 7. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách chăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra sự ngợi khen, sự tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Cảm ơn Chúa. Mỗi ngày chúng ta sống ở trên trần gian này, là mỗi ngày chúng ta luôn đối diện những cái thách thức và những cái thử thách. Hai cái nha, những cái thách thức ở trong cuộc sống chúng ta và những cái thử thách. Ông Führer, ông dùng cái chữ thử thách thay vì hoạn nạn hoặc là chữ bách hại. Ông nói cái từ thử thách. Thử thách nhằm kỷ luật chúng ta khi chúng ta không vâng lời Chúa. Chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi và anh chị em ai cũng là những cái đứa trẻ hoặc là những đứa con dễ vâng lời đâu. Không đâu. Chúng ta phần lớn là thuộc về cái dạng cứng đầu, khó mà vâng lời Chúa lắm. Chúng ta thích đi theo ý riêng. Dẫu rằng á, là Chúa đem chúng ta đi vào con đường của Chúa, nhưng mà lâu lâu cũng lủi ra ngoài. Lâu lâu cũng lủi đi ra ngoài. Bởi vậy thử thách hay là thách thức hay là cái hoạn nạn đó để đưa chúng ta vào cái con đường của Chúa. Chúng ta không còn đi theo ý riêng của mình nữa. Bởi vậy khi anh em mà đi theo Chúa đó, chúng ta đối diện thử thách đó là nó muôn màu, muôn vẻ, đủ mặt. Bởi vì mỗi một cái thử thách trôi qua, nó có thể từng ngày, từng giờ, hoặc là có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Và hãy xem cái thử thách đó. Đó là những cái giây phút thiêng liêng
những giây phút phước hạnh mà Chúa đang uốn nắn chúng ta để chúng ta trở thành những người sẽ được thừa hưởng cái sự vinh hiển đời đời của Chúa. Trong thử thách anh em đừng có buồn. Đồng ý nó sẽ có sự buồn bã trong ít lâu, nhưng sau đó sẽ sanh ra bông trái của sự vui mừng và sự nhịn nhục. Thử thách anh em đừng có làm bầm quán trách, đừng có than phiền. Phần lớn khi chúng ta đối diện thử thách, chúng ta không có nhìn ra được cái sự dạy dỗ của Chúa là gì. Rất nhiều người người ta không nhìn được sự dạy dỗ của Chúa, bởi vì người ta trách Chúa, trách con người. Chúng ta thấy giống như Israel khi đi trong đồng vắng, Chúa thử thách họ. Thử thách họ cái gì? Đối diện nước, thiếu thốn nước, thiếu thốn đồ ăn. Ban ngày thì nắng cháy da, ban đêm thì lạnh thấu xương. Kẻ thù thì quay quanh, rắn lửa thì đầy dẫy ở trong quan mạc. Rồi cái vùng đất mà họ đến là xứ hứa đó, xứ mà đượm sữa vào mặt đó, thì kẻ thù diên dàng to lớn, thành lũy thì kiên cố, vũ khí thì tối tân theo cái thời kỳ đó. Có nghĩa là đối với họ đó, để nhận được cái sứ hứa đó là phải tin vào lời Chúa, tin vào Chúa, chứ không thể nào tin vào cái khả năng của họ được. Để tin được Chúa đó thì Chúa phải cho họ trải qua nhiều cái thử thách, nhiều cái thử thách. Phần lớn tôi và anh chị em đi theo Chúa đó, chúng ta hay nhìn lại cái quá khứ đó. Chúng ta hay nhìn lại những cái thành công, những cái hào quang hay là những cái kỷ niệm xưa. Đặc biệt là những cái tinh thần của thế gian, nó muốn kéo chúng ta trở lại cái người cũ. Thử thách hoạn nạn để Chúa muốn chúng ta hướng đến với Chúa, để chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa, để chúng ta xác quyết đi trong đường lối của Ngài. Bởi vì khi anh em ở trong thử thách á, thì chúng ta đừng có bao giờ làm bầm quán trách Chúa. Đừng có quán trách làm bầm Môi-se, đừng có quán trách làm bầm anh chị em mình. Nhiều khi chúng ta sẽ rất là tổn thương, nhiều khi chúng ta đổ thừa họ. À, tại sao chị lại la tôi? Tại sao lại anh lại la tôi? Tại sao chị lại nói tôi cái này? Tại sao anh lại nói tôi cái điều kia? Nhưng có bao giờ chúng ta nói rằng Chúa, Ngài dạy con điều gì? Điều này xảy ra là Chúa muốn dạy con điều gì? Xin Ngài chỉ cho con biết. Khi anh em nhận điều đó thì chúng ta thấy nó rất là nhẹ nhàng trong tấm lòng của mình. Và chúng ta cảm ơn Chúa, vì chúng ta biết rằng là có một cái sự tể trị của Chúa cho chúng ta. Chúng ta không bao giờ thấy mình sai. Phần lớn khi chúng ta đối diện thử thách, chúng ta luôn thấy mình là người đáng tội nghiệp, đáng thương. Tại sao không ai thương tôi? Tại sao Chúa không thương tôi? Tại sao Chúa bỏ tôi? Nhưng mà thật sự anh chị em biết, trong thử thách đó, là lúc đó là chúng ta được Chúa yêu nhất. Chúa rất là yêu thương chúng ta, Chúa rất là quan tâm chúng ta. Nhưng vì cớ tại sao mà nó phải xảy ra điều này? Tại vì Chúa muốn chúng ta thừa hưởng được cái sự vinh hiển đời đời, sự vinh hiển không suy tàn. Nhân đó thì chúng ta sẽ đối diện những thử thách ở trong cuộc sống thôi. Bởi vì Chúa bảo chúng ta là gì? Anh em hãy vui mừng điều đó, hãy vui mừng về điều đó. Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách chăm bề buồn bã ít lâu. Thử thách chăm bề là muôn màu muôn vẻ đó anh em. Chăm bề có nghĩa là nhiều mặt, nhiều mặt ở trong cuộc sống lắm. Thử thách về tình yêu, thử thách về con cái, thử thách về gia đình, thử thách về tiền bạc, thử thách về những cái mối quan hệ, thử thách về sức khỏe, thử thách ôi chăm về nó thật đó. Chúng ta thấy hình ảnh của Job là một trong những người đối diện rất nhiều thử thách. Nhưng trong những lúc thử thách như vậy, ông làm gì? Hãy học cái tấm gương của Job. Anh em, đang lúc chúng ta bị thử thách, chúng ta làm gì? Chúng ta đang đầm mình ở trong sự hận thù, đầm mình trong sự cay đắng, hay là chúng ta luôn thỏa lòng hát ngợi khen Ngài? Hãy mặc áo ngợi khen. Hãy mặc áo ngợi khen trong lúc chúng ta đối diện thử thách. Hãy nói lời tạ ơn trong lúc chúng ta bị thử thách. Hãy cảm ơn Chúa. Hãy phục tận tâm phục vụ Chúa trong lúc chúng ta đối diện thử thách. Thật rất là khó đối với chúng ta. Nhưng Chúa chọn chúng ta. Chúa chọn tôi và anh chị em, để tôi và anh chị em sẽ được thừa hưởng cái sự vinh hiển của Chúa mà Chúa đang dành sẵn cho chúng ta. Tôi thấy nghe, khi một cái người đối diện thử thách nhiều chừng nào là người đó nhận sự sức dầu rất là nhiều. Không có một cái sự sức dầu nào
trên một cái chức vụ ngày hôm nay mà người đó lại không có đối diện thử thách. Họ là người bị muôn vàn những cái mũi tên, những mũi dao tấn công họ. Họ cũng là người từng đối diện những sự chỉ trích và những cái lời hăm dọa, thậm chí là đôi lúc đó họ phải đánh đổi cái mạng sống của họ. Nhưng mà Chúa thương xót can thiệp, Chúa gìn giữ bảo vệ họ. Chính cái chỗ đó, ngày hôm nay khi họ được đứng vững, họ vượt qua, họ yêu Chúa nhiều, họ có mối quan hệ với Chúa nhiều hơn, và sự sức giàu đến và sự vinh hiển của Chúa cặp theo. Bởi vì khi sự vinh hiển của Chúa đến với họ đó, sự sức giàu đến với họ, họ không bao giờ khoe khoang, họ không bao giờ là tự đắc, họ không bao giờ coi thường người khác. Họ luôn nói câu nhờ ơn Chúa mà tôi mới có như vậy, nhờ sự thương xót của Chúa và nhờ sự chu cấp, nhờ sự bảo vệ, nhờ sự gìn giữ của Ngài. Chúng ta nhìn một người có cái sự thử luyện của Chúa ở trong cuộc đời của họ, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái phẩm hạnh và cái bông trái của họ cặp theo. Còn có những người mà có cái phép lạ, có cái ơn mà không có phẩm hạnh á, thì có nghĩa là họ chưa từng đối diện những cái thử thách, những cái sự khó khăn ở trong cuộc sống của họ. Bất cứ một cái chức vụ nào được đầy ơn đều phải trải qua cái giai đoạn thử thách. Thử thách để sản sinh ra bông trái. Quyền năng, sự sức giàu được cặp theo là bởi ý muốn của Chúa. Được cặp theo là bởi gì? Bởi đức tin của họ và bởi sự cho phép của Chúa. Còn sản sinh ra cái bông trái, sản sinh ra cái phẩm hạnh, đó là họ sẵn sàng chịu đầu phục Chúa để đối diện thử thách hoạn nạn. Họ không có cay đắng, họ không có hận thù Chúa, nhưng mà họ lại mềm mại, họ tiếp nhận. Qua đó, Đức Chúa Trời sức dầu cho họ, và họ vừa có sự sức dầu và họ vừa có cái phẩm hạnh thuộc linh. Xin Chúa cho tôi và anh chị em sẽ nhận được điều này trong đời sống của mình, và chúng ta sẽ được trưởng thành ở trong Chúa. Và tôi và anh chị em sắp kết quả trong Ngài nhờ Thánh Linh, nhờ quyền năng của Chúa và sự vinh hiển của Chúa xin đầy dẫy tôi, trên tôi và anh chị em. Điều thứ tư, trong cái thử thách này tôi muốn nói một vài điều. Thử thách sẽ giúp chúng ta gìn giữ lời Chúa. Sự thử thách nhiều chúng ta sẽ không có bao giờ bỏ Chúa được, chúng ta càng yêu Chúa hơn. Anh em biết rằng trong thử thách Chúa sẽ mở chúng ta một con đường. Chúa không bao giờ để chúng ta quá tuyệt vọng. Chúa không bao giờ là đưa chúng ta vào đường cùng mà quỷ diệt chúng ta. Chúa sẽ mở chúng ta một con đường và Chúa giải cứu chúng ta khỏi hết. Cảm ơn Chúa. Điều thứ tư chúng ta học ở tại đây đó là gì? Cơ đốc nhân có thể hưởng cái sự vinh hiển ngay tại cái kỳ hiện tại, chứ không phải là chờ chết rồi mới nhận, mà ngay cái thời kỳ hiện tại chúng ta cũng nhận được cái sự vinh hiển của Chúa. Câu số 8, câu số 12. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em, nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh đấng rít ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của đấng rít và sự vinh hiển sẽ theo sau. Cái đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện ra đã cho anh em bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sa xuống mà giảng tin lành cho anh em. Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Cảm ơn Chúa. Khi tôi và anh chị em nhận được sự vinh hiển của Chúa ở trong đời sống của chúng ta yêu Chúa nhiều hơn. Ở câu số 8, Ngài đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Chúng ta thấy rằng chúng ta không thấy Chúa, nhưng chúng ta yêu Chúa.
Chúng ta thấy rất rất nhiều người, họ đã đối diện thử thách, họ đã trải nghiệm tình yêu thương thật của Chúa. Và nói cái từ yêu Chúa, tự nhiên họ khóc. Trước đây họ là trong những người rất là cứng cỏi, lì lợm, chai đá, đi ra đường đánh đổ máu, người ta đánh bập mặt bầm mày, không bao giờ khóc. Nhưng bây giờ tự nhiên nói cái từ Chúa ơi, không yêu mến Ngài, tự nhiên khóc liền. Đó là sự tan vỡ, đó là tình yêu, đó là một cái sự trải nghiệm sâu xa trong tấm lòng của họ về tình yêu Chúa. Không biết anh em có cảm nhận được điều này hay không, nhưng tôi đã từng cảm nhận được điều này. Bởi vì khi nói từ yêu Chúa đó, là họ không có ai có thể thay đổi được, không ai thay thế được, không ai thay thế tình yêu Chúa trong đời sống của họ được. Bởi vì Phaolô ông nói rất rõ, bề sâu, bề cao, chiều rộng hay gì đó, không thể nào đo lường được. Chúa cho tôi và anh chị em, để tôi và anh chị em khi còn sống trên đất này, chúng ta nhận được tình yêu của Chúa một cách sâu tha xa. Đó là sự vinh hiển của Chúa ở trong đời sống chúng ta khi chúng ta còn sống trên đất. Thứ hai, đó là tin cậy Chúa. Câu số 8, Ngài đấng yêu anh em không thấy mà yêu mến, dù bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài. Chúng ta có một cái sự xác quyết ở trong đức tin chúng ta. Mà anh em thấy khi chúng ta tin điều gì thì chúng ta nhận được cái điều đó. Để đức tin đến bởi sự tai nghe, mà tai nghe khi Đức Chúa Trời được rao giảng. Và chúng ta tin sẽ thấy, ai không tin thì không thấy đâu, phải không? Người tin sẽ được, tin sẽ được. Và chúng ta thấy rất nhiều anh chị em đã từng kinh nghiệm về sự chữa lành, kinh nghiệm về sự giải cứu, kinh nghiệm về sự tiếp trợ và kinh nghiệm về những điều phước hạnh mà Chúa ban cho họ khi họ còn sống trên đất này, ngay lúc mà họ đang cầu nguyện nữa. Chứ không phải là nằm xuống dưới đất rồi chết rồi, hoặc là về dưới trời rồi mới thấy, mà họ đã từng kinh nghiệm khi họ còn sống ở trên đất. Những ngày vừa qua chúng ta thấy rất nhiều anh em đã kinh nghiệm điều này, phải không? Họ tin Chúa và họ nhận được cái điều mà họ tin. Điều thứ ba, đó là vui mừng. Ở câu số 8 nó nói thế này là vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Chúa tôi cho tôi và anh chị em khi còn sống trên đất này, chúng ta nhận được cái sự vui mừng ở trong Chúa. Sự vui mừng ở trong Chúa làm cho linh hồn chúng ta khoái lạc, phải không? Không phải chúng ta nhận được sự vui mừng trong những cái vở hài kịch hay là những câu nói đùa của ai đó, hoặc là chúng ta nhận một cái món tiền, hoặc là có một cái lời hỏi thăm làm chúng ta vui. Hỡi anh chị em, chúng ta nhận được sự vui mừng là khi tôi và anh chị em nhận được sự hiện diện hay là nhận được nước thiên đàng ở trong tấm lòng của mình. Khi thiên đàng của Chúa ở trong lòng anh chị em á, anh em vui mừng lắm. Sự vui mừng đó nó đang ở trong kỳ hiện tại, chứ không phải ở kỳ tương lai. Ở ngay bây giờ, ngay cái lúc mà chúng ta yêu Chúa, ngay lúc mà cái sự vinh hiển của Chúa đầy dạy cho chúng ta. Chúng ta thấy ông Môi-se, khi ông nhìn thấy được cái sự hiện diện của Chúa, nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa, lúc đó ông vui hay là ông buồn? Chắc chắn ông hạnh phúc lắm, chắc chắn ông vui mừng lắm. Tôi nói thật anh em biết, có vài lần là tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa rất là mạnh mẽ. Đó là khi tôi kiên ăn cầu nguyện thờ phượng Chúa, tôi cảm nhận có một cái sự hiện diện của Chúa đó, nó tràn ngập trong tấm lòng của mình, nó làm cho mình rất là vui, nó làm cho mình nó khoáng khởi lắm. Tất cả những sự phiền não tan biến đi, tất cả những cái áp lực hay là những gánh nặng nó biết mất hết, mà nó làm cho linh hồn của mình nó có một gì đó nhẹ nhàng lắm, nó nhẹ nhàng mà thấy nó sung sướng vô cùng, không biết diễn tả như thế nào. Tôi chỉ có ngôn ngữ bao nhiêu tôi có thể nói bao nhiêu đó thôi, nhưng mà thật sự á, cái giây phút mà được trải nghiệm ở trong sự hiện diện, trong sự vinh hiển của Chúa, ôi nó phước hạnh lắm. Bởi vì khi tôi và anh chị em ở trong sự hiện diện của Chúa đó, trong sự vinh hiển của Chúa đó, là lúc đó là lúc mà tất cả những cái phiền não biến mất hết, tất cả những u sầu buồn thảm biến mất hết, tất cả những cái sự buồn rầu trong đời sống mình nó biến mất hết, nó không còn cái giá trị gì nữa. Và mình thấy rằng cái Chúa là cái điều gì nó quá tốt cho mình thôi. Rồi điều kế tiếp, đó là chúng ta nhận lãnh hay là nhận những cái phần thưởng về đức tin. Đó là sự cứu rỗi linh hồn của mình. Phi rơ nhất đoạn 1 câu 9. Nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn của mình. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cho tôi và anh chị em
luôn nhận được những cái phần thưởng mà Chúa dành cho chúng ta. Chúa là đấng thích ban thưởng đó anh em, chứ không phải là nghề đấng xét nét đâu. Khi anh em bước đi trong đức tin, phục vụ Chúa hay làm bất cứ điều gì, chúng ta thấy Chúa luôn phân ban thưởng cho chúng ta. Tôi cảm ơn cha nha, cảm ơn Chúa về những cái phần thưởng mà Chúa ban cho. Có những điều mình không nghĩ mình được, nhưng lại Chúa ban cho. Có những điều mà mình không nghĩ mình có, nhưng Chúa lại ban cho. Chúa ban cho chúng ta, mình không thể nào suy nghĩ được ra là tại sao mình xứng đáng để nhận được cái điều đó. Đáng lẽ mình không thể nào xứng đáng được, nhưng mà mình lại xứng đáng nhận được cái điều đó. Đó là cái phần thưởng. Phần thưởng này là Chúa ban cho, chứ không phải là tự mình kiếm cái phần thưởng cho mình nha anh em. Có một vài anh em á, hầu việc Chúa cực khổ quá, phải khắt khe quá, kỷ luật quá, rồi khi làm cho Chúa được một cái điều gì đó, tự ban thưởng cho mình. Ban thưởng cho mình bằng cái gì phải không? Bằng một cái cuồng phim xét. Hầu việc Chúa cực quá rồi, giờ xem phim xét để tự thưởng. Có phải gì không? Cái đó là ô uế, cái đó là si tàn. Nó không có làm chúng ta tốt hơn, nó làm tệ hơn. Không khéo là làm gì không? Bị mang cái tên là Ichabod, mất sự vinh hiển. Xin Chúa ngài dẫn dắt cho tôi và anh em hãy giữ sự vinh hiển này. Hãy để Chúa ban thưởng thưởng cho anh em. Đừng để tự thưởng nha, đừng tự thưởng nha. Khuyên anh em là đừng tự thưởng nha. Sau bài giảng này anh em nói mục sư thưởng cho em đi. Không, tôi không thưởng được anh em đâu. Vì Chúa thưởng thôi. Cảm ơn Chúa. Qua lời Chúa buổi sáng hôm nay, xin Chúa cho tôi và anh chị em là cơ đốc nhân sẽ hưởng được sự vinh hiển của Chúa. Khi chúng ta còn sống ở trên đất này, không phải là chờ khi chúng ta chết hay qua đời mà chúng ta hưởng, mà ngày hôm nay sự vinh hiển của Chúa sẽ đeo đuổi chúng ta. Ngay giây phút mà chúng ta được tái sanh, được sanh lại, được làm con của Chúa, giây phút đó là chúng ta đã nhận được cái sự vinh hiển rồi đó anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và Chúa sẽ gìn giữ để chúng ta nhận được cái sự vinh hiển. Ngài gìn giữ cuộc đời của chúng ta, Ngài gìn giữ cái phước hạnh cho chúng ta. Rồi chúng ta được chuẩn bị để được sự vinh hiển của Chúa, sự vinh hiển đời đời. Sự vinh hiển đó không bao giờ suy tàn. Những ngày thử thách, những ngày hoạn nạn, những ngày khó khăn, đó là những giây phút được Chúa chuẩn bị cho cái ngày vinh hiển đó anh chị em. Thứ tư, tôi và anh chị em sao được thừa hưởng cái phần thưởng vinh hiển của Chúa ngay khi chúng ta phục vụ Chúa ở trên đất này. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho quý bà anh chị em buổi sáng hôm nay. Bởi lời Chúa đem sự khích lệ cho tôi và quý bà anh chị em về cơ đốc nhân nhận được sự vinh hiển của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi xin kết thúc. Xin Chúa ngài ban phước cho anh chị em.